Nga Lan trân trọng kính chào quý khán thính giả của VTV và Lido Sài Gòn Radio. Thưa quý vị, như lời đã hứa, trong chương trình Tản mạn văn học hôm nay, một lần nữa chúng tôi lại được cùng mạn đàm với thi sĩ nhà văn hóa Quốc Nam để cùng với quý vị chúng ta tìm hiểu chi tiết hơn về những sinh hoạt văn hóa rất phong phú, thăng hoa nở rộ ở hải ngoại sau nửa thế kỷ chúng ta ly hương. Và bây giờ, một lần nữa, Nhã Lan kính mời quý vị cùng với Nhã Lan chào tái ngộ thi sĩ nhà văn hóa Quốc Nam. Dạ vâng, kính chào ông Quốc Nam ạ. Vâng, kính chào quý khán thính giả và chào chị Nhã Lan. Dạ vâng, cảm ơn ông đã đến với quý khán thính giả của VTV và Lido Sài Gòn Video để nói về những sinh hoạt văn hóa thăng hoa nở rộ của cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại sau nửa thế kỷ mà chúng ta ly hương. Và thưa ông, Nga Lan được biết đó là tác phẩm thi tập Quê hương nước mắt của ông rất là thành công. Xin ông có thể cho biết chi tiết hơn về thi tập Quê hương nước mắt ạ. Vâng, kính thưa quý khán thính giả. Thực ra thì chính tôi rất ngạc nhiên về cuốn Quê hương nước mắt. Tại vì hồi tôi tới Mỹ, tôi rất là khổ đau. Tôi lái xe mà tôi nghĩ tới đồng đội và tôi khóc trên xe. Và trong cái khổ đau như vậy, tôi làm những bài thơ không có kỹ thuật gì hết, bằng cái sự thật, bằng cái tấm lòng tôi thôi. Nhưng mà không ngờ khi tôi phát hành cái tập Quê hương nước mắt từ năm 1987, 1.000 cuốn hết trong một tháng hết liền. Mà lý do đó có nhiều người ngạc nhiên mà tại sao rồi tôi in lần nữa 1.000 cuốn, tháng sau cũng hết 2.000 cuốn, tất cả 2.000 cuốn. Thế người ta bảo tôi bà sao, nhưng mà tôi giải thích chứ đó họ mới hiểu. Thứ nhất là tại vì tôi là người được lòng các lãnh đạo tôn giáo, Công giáo, Phật giáo, Tin lành, Cao đài, Hòa hảo, tôi được lòng hết. Tại vì tôi sống họ cần thì tôi giúp liền. Thì lúc mà tôi ra cái cuốn đó đó thì mỗi ông linh mục ông lấy 10 cuốn thôi, lấy hết hàng cuốn rồi. Đó là chưa kể các ông Phật giáo. Ông Phật giáo, ông Hòa Thượng Thích Trân Nhân, ông lấy 100 cuốn đó. Rồi có những nhà xuất bản ở Úc Châu cái lấy tới 50 cuốn. Thành ra nó hết ngay 1.000 cuốn trong vòng 1 tháng. Rồi tới tháng 2 tháng, rồi 3 tháng, 4, tới 4 tháng, 4.000 cuốn. Dạ vâng, Nhã Lan được biết đó là cố học giả Vũ Ký cũng đã từng nghĩa là trầm trồ khen ngợi thi tập Quê hương nước mắt của ông. Và chính ông học giả Vũ Ký có nhận định rằng đó là một thi tập rất đẹp, hào hùng và đầy cảm xúc thương đau, bi thảm mà rất là hướng thượng. Và chính cố học giả Vũ Ký cũng đã trình dẫn ra một cái câu của học giả Apollinaire, đó là nghệ thuật chỉ làm nên những vần điệu, còn quả tim mới đích thực làm nên một người thi sĩ. Thì nội dung của Quê hương nước mắt, nghe cái tựa không thì Nhã Lan cũng có thể đoán được đó là những vần thơ, những bài thơ ca tụng quê hương nước mắt. Nước mắt đây tất nhiên là 20 năm của miền Nam Việt Nam Cộng Hòa, trong đó rất nhiều thời gian là chìm trong chiến tranh, phải không ạ? Dạ vâng. Bi thương. Và Nhã Lan cũng được biết rằng ông mặc dù làm thơ nhưng mà ông trong quân đội, nhưng ông cũng đồng hành với giới trẻ. Ông đồng hành với giới trẻ mà với những tất cả những chiến sĩ trong đủ mọi binh chủng trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ông nói rằng hãy dành tất cả chỗ ngồi xứng đáng cho những người chiến sĩ đang nằm gai nếm mật ở trong nước. Và chính ông cũng muốn gửi gắm thế hệ tam thập và tuổi trẻ Việt Nam đầy năng lực hãy dấn thân và nhận lãnh vai trò trở lại quê hương để làm nên lịch sử. Vâng, cảm câu ơn nói đó giống như là cái thời mà những chàng trai làm nên lịch sử, đó là hình ảnh của tất cả các chiến sĩ trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, phải không ạ? Dạ vâng. Thì thử giờ nói tiếp về cuốn Quê nước mắt, bán được 4.000 cuốn rồi. Thì về sau người ta mua lai rai thành ra 5.000 cuốn.
Và bây giờ đó thì có nhiều người yêu cầu tôi in lần thứ 6. Mà lần thứ 6 á, thì tôi sẽ để cho tuổi trẻ và để cho thế hệ mai tương lai, tức là cái cuốn đó nó sẽ song ngữ Anh Việt. Đó. Và tôi nghĩ là nội trong năm nay sẽ ra mắt ở tại Nam Cali này. Vâng. Thì bây giờ thì nói cái đặc biệt á, chứ cái tôi coi quê hương á, không phải là người ta coi người tình là dòng sông, là mẹ, là dòng sữa ngọt. Tôi coi quê hương là người tình. Tại vì người tình đối với tôi thì là một gắn bó với tôi như hai là một. Và tôi coi quê hương là cái gắn bó với tôi. Thành ra tất cả những cái tựa đề của tôi không giống ai đó. Quê hương nước mắt là bốn chữ nó dính liền nhau. Rồi quê hương người tình vốn chưa dính gần nhau, người tình quê hương bốn chữ dính liền nhau. Thì có nghĩa là tôi luôn coi quê hương người tình. Mà chứ quý vị biết đấy, người tình thì mình yêu thương và gắn bó lắm. Dạ. Chứ không phải đâu, chứ không phải cái đó nói thì có nhiều bà cô không đồng ý với tôi, nhưng mà tôi cái đó là cái quan điểm của tôi thôi. Dạ. Chứ rồi bây giờ thì cuốn quê hương nước mắt á, thì thực tế ra đó thì nó thành công ngoài sức tưởng tượng, là có rất nhiều người cuối cùng 5.000 cuốn làm sao một tập thơ có như vậy được, rồi người ta ủng hộ tiền tôi nữa. À, nhưng mà bây giờ thì tôi quen biết với nhiều giới thi sĩ đó, như Nguyên Sa, Trần Bích Lan, Hoàng Anh Tuấn, Hà Thượng Nhân cũng thân thiết với tôi trước năm vậy đó. Dạ. Đó. Thành ra tôi này trẻ nhất trong đó, nhưng mà thực tình khi tôi hoạt động tôi sống với tuổi trẻ nhiều hơn. Chứ còn với người già đó, tôi cung kính họ thôi, chứ thương nghe họ không được đâu. Dạ, dạ vâng. Như vậy thưa ông, Nhan Anh được biết là ông đến với miền Nam California, nhất là quận Cam, là có liên quan đến bộ DVD Sử liệu Việt Nam Cộng Hòa và Chữ Quốc ngữ, phải không ạ? Dạ đúng. Như vậy xin ông có thể cho quý khán thính giả khắp nơi, và đặc biệt là quý khán thính giả ở ngay quận Cam, biết được về bộ DVD này. Vâng, kính thưa quý khán giả, vào ngày 27 tháng 7 năm 2024 này thì chúng tôi ra mắt bộ DVD Sử liệu Vinh danh Việt Nam Cộng Hòa và Chữ Quốc ngữ. Mà thực tế đó tôi dùng chữ Việt Nam Cộng Hòa, chứ tôi không dùng chữ quân lực, tại vì quân lực là một thành phần trong Việt Nam Cộng Hòa thôi. Thành ra tôi dùng cái tất cả những hình ảnh đẹp của quân lực, kể cả bộ sử liệu, tại tôi muốn dùng cái bộ này nó để cho mai sau, để cho tuổi trẻ nó hiểu thế nào là quân lực, và nó nhìn hình ảnh oai hùng Việt Nam Cộng Hòa. Tuy chỉ có 20 năm thôi, nhưng nó tạo một dấu ấn trong lòng lịch sử. Tức là quý vị thấy là từ gần 4.000 năm qua, nói chung là hàng ngàn năm, thì tất cả quân chúng đều bị các chế độ phong kiến, tức là vua chúa đó, rồi tới độc tài, rồi cộng sản áp chế, mà không tới chế độ Ngô Đình Diệm thì mới có cái chuyện tự do dân chủ, mặc dù không hòa nào, nhưng mà nó làm cho đời sống 9 năm rất tốt đẹp, mà tôi được hưởng trong cái đó. Và thành ra tôi nghĩ rằng cái chương trình này quý vị sẽ coi trong cái bộ DVD đó, để quý vị có thể mua ủng hộ để cho các bạn trẻ coi cái bộ video đó. Ở trong đó có nói về Việt Nam Cộng Hòa, có nói về quân lực, có nói về những trận đánh, nghĩa là Việt Nam Cộng Hòa phải nói rằng rất oai hùng. Quân đội mình đánh giặc giữa quân đội bộ đội Việt Cộng với quân đội quốc gia, thì quân đội quốc gia được huấn luyện rất kỹ. Bên Việt Cộng đâu có, bên Việt Cộng chỉ có cầm súng bắn cái là xong, là ra. Nó không có cái trường sĩ quan Đà Lạt, trường Thủ Đức, rồi trường Hải quân, Không quân, rồi trường Đồng Đế, tất cả những trường đều huấn luyện. Mà ngay cái người mà tân binh quân dịch cũng 3 tháng quân trường. Dạ vâng. Còn dạ, tụi nó không có. Dạ. Nó chỉ ra để biển người thôi, để chết là bỏ, chết mà mất xác đâu có đưa về nhà đâu. Dạ vâng. Và Nhan Anh được biết là cuốn DVD Sử liệu Việt Nam Cộng Hòa đó là có hai nhân chứng sống. Vâng. Nổi bật đó là cố đại tá Trần Ngọc Thống và cố đại tá
bác sĩ Sterling Moss là hai nhân chúng súng Việt-Mỹ có giá trị nhất của Việt Nam Cộng Hòa. Tại sao thưa ông? Kính thưa quý khán thính giả, thưa chị Nhã Lan. Thực ra thì đầu tiên đó, là Đại tá Trần Ngọc Thống. Thì ông ta đó, tôi thấy ông ta để lại một cái bộ sử liệu là lịch sử quân đội Cộng Hòa rất rất đồ sộ. Và cùng với sự cộng tác của một vài người nữa. Nhưng mà rồi ông này là trưởng phòng tổng quản trị của Bộ Tổng tham mưu cạnh Đại tướng Cao Văn Viên. Thành ông ta theo dõi được những quân lực làm cái gì hay là đánh đấm chẳng. Ông theo dõi được hết. Nhưng mà rồi tới khi quân Mỹ đổ Việt Nam, tôi không chính xác lắm, như vào năm từ tháng 65. Khi mà vô thì người ta lập một cái bệnh viện ba giã chiến mà đưa cái ông đại tá bác sĩ Sterling Moss này làm chỉ huy trưởng đầu tiên. Và hai ông đó khi mà tôi mời được thì hai ông gần 100 tuổi hết rồi. Bây giờ làm sao có nữa, không ai có nữa đó. Thành ra cái đó là may mắn đó. May mắn sự điều thành ra họ nói ra, họ nói ở trong bộ VDV thì chính họ là nhân chứng mà. Họ nói ra đó. Thành ra tôi may mắn thôi. Thực ra thì cuộc đời có nhiều người cứ nói tôi giỏi, tôi không giỏi. Nhưng mà tôi may mắn. Dạ vâng. Như vậy là đúng là cái câu ở bên ngoài thường hay nói đó, là nhà văn hóa Quốc Nam bảo rằng may mắn như vậy hay không bằng hên, phải không ạ? Dạ đúng vậy. Vâng. Dạ, sự may mắn của ông ra sao? Vâng, tôi may mắn có nghĩa là tôi thoát chết nhiều lần lắm. Ngoài hai lần chết ở ngoài mặt trận, máu chảy ra hơn nửa người. Thành ra cái máu của tôi hiện nay là một nửa của mẹ cha, một nửa của những người không tên góp cho tôi. Thành ra tôi có bổn phận phải hiếu mẹ cha và có nghĩa với đồng bào. Cái đó là cái con người tôi như vậy. Tại sao tôi hy sinh đủ thứ? Có nhiều người bảo tại anh hy sinh vô lý, anh được cái gì không? Tôi nói được chứ. Tôi được trả ơn những người đã giúp tôi còn sống tới ngày hôm nay. Đáng lẽ tôi đâu còn ngồi hôm nay để nói chuyện với quý vị nữa. Mà tôi đã chết rồi. Thì những cái bí ẩn này, hay là những cái bí ẩn nãy tôi nói từ đầu hai lần, kỳ đầu và kỳ này, là mọi người sẽ không biết cái đó. Nhưng mà cái vụ mà ba nguyên nhân chính về chủ đề của bà, tôi không nói tên ai hết. Dạ. Không nói tên, tại vì tôi không muốn nói tên mấy người đó còn sống ở Bảo Dương Tật. Dạ. Tức là tôi nói riêng với chị sao. Vâng, cái người đó. Dạ, vâng. Mà dạ. Giờ người đó còn sống ở Bảo Dương Tật. Dạ. Như vậy thưa ông, trong cuốn bộ DVD sử liệu tôn vinh Việt Nam Cộng Hòa đó, thì ông có thể dẫn chứng một vài thí dụ là trong cuốn DVD đó, ngoại trừ nói những cái trận chiến oanh liệt của tất cả các chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã chiến đấu hào hùng để giành lại những cái địa danh để bảo quốc an dân, thì trong cuốn DVD sử liệu đó, khi nhìn vào, thế hệ trẻ nhìn vào có thể biết được, nhìn cái bộ quân phục và nhất là nhìn cái nón của các binh chủng đoán ra được, phải không ạ? Dạ được. Màu áo và màu nón. Quần áo. Dạ. Tại vì trong đó, đó những cái quân phục đó, tụi tôi đều để trong đó để dạ. Cho tương lai ấy, cả 100-200 năm sau nó vẫn còn biết Việt Nam Hòa là cái gì. Đúng ạ. Và đã tạo được những cái dấu ấn tốt đẹp như vậy. Mà mặc dù như mà hồi xưa đó, tôi nghe, tôi nhớ là cái tướng Độc Nhãn Modern có nói một câu là muốn thắng Cộng sản thì phải để cho nó thắng trước. Và bây giờ thì tôi nghĩ rằng trong tương lai đó, Việt Nam sẽ trở lại chế độ như mơ ước. Dạ. Nó là mơ ước như là chế độ của Ngô Đình Diệm. Dạ. Cái đó mới là cái điều mơ ước. Và dạ. Trong đó tôi để trong đó. Và tôi đưa vào những hình ảnh tốt đẹp ở trong đó. Những cái bao nhiêu quân lực có những cái gì nó có trong đó. Dạ. Mà tôi có làm cái đại hội ở đây này. Đại hội về vinh danh quân đội Cộng Hòa và chiến quốc ngữ. Mà hai cái chủ đề lớn lắm. Tại vì mà tôi làm trong một chương trình rất là khó, bởi vì nó dài lê thê, tôi phải cắt đi, rồi sau khi đưa về làm quân vi rồi tôi phải cắt xén cái nào cần tôi bỏ hay không tôi bỏ, để cho thế hệ đời sau nó biết. Chứ còn bây giờ thì tôi nói thiệt quý vị, ngay bây giờ
những ông sĩ quan của Đức Hòa ở tù bao nhiêu năm rồi ra ngoài giờ cũng quên hết rồi, không biết gì hết. Nên tại nhà tôi phải nhắc nhở họ, nhưng mà tôi nhắc nhở quan trọng nhất là thế hệ tương lai. Tại vì tuổi trẻ đó, ngay con cái tôi nhỏ nhỏ xíu, nó không nói được tiếng Việt, nó không viết được tiếng Việt, nhưng mà nó nghe, nó hiểu. Thì cái cuốn DVD đó, cha mẹ nó hay cô chú nó mua tặng cho nó, ê mày về mày nghe đi, thì nó nghe được, nó hiểu được, và nó nhìn hình ảnh được. Chứ còn bây giờ không còn cách nào khác hơn. Tại vì dòng máu dân tộc Việt Nam vẫn luân chuyển trong các thế hệ trẻ. Là vì bố mẹ, anh chị, rồi nghĩa là ông nội, ông ngoại, bao nhiêu thế hệ. Thành ra cuốn DVD sử liệu tôn vinh Việt Nam Cộng Hòa và chữ quốc ngữ. Đúng, thưa ông, bây giờ xin ông có thể nói về sự hình thành của chữ quốc ngữ và tại sao trong cuốn DVD đó cũng vinh danh những người mà giống như là Trương Vĩnh Tý hay là cố học giả Paulo Huỳnh Tịnh Của, thưa ông. Dạ vâng. Nói về chữ quốc ngữ. Kính thưa quý vị, chữ quốc ngữ ở trong này cũng một phần trong cái bộ sử liệu này. Nhưng mà cái đầu tiên đó, thì thế kỷ thứ 17 là cái nhóm Alexandros mà truyền giáo, truyền giáo, và từ đó mới có truyền giáo, nhưng không có cái chuyện mà vô đưa quân vô Pháp vô, không có, đúng không, có gì hết á. Rồi tuy nhiên khi truyền giáo thì cái chữ quốc ngữ chỉ phổ biến hạn hẹp trong cái đạo Công giáo mà thôi, rất nhỏ, không có. Nhưng mà lúc đó ở miền Nam thì nó kêu là Nam Kỳ Quốc, mà cái đó là do Tây nó quản trị. Thành ra Tây nó ưu ái cho ông Huỳnh Tịnh Của và ông Pê Sột Ký. Là ông Trương Vĩnh Ký, Pê Sột đó, tức là Pharaoh đó. Vâng. Rồi ông Huỳnh Tịnh Của, ông có ra một Đại Nam Quốc Âm Tự Vị, cuốn trên 1.000 trang, là lớn lắm hồi đó, trên 1.000 trang. Ông ấy chỉ công ra được cuốn đầu tiên. Rồi cái người thứ hai là ông Pê Sột Ký ra một cái, là ông tổ báo chí Việt Nam, ông ấy ra Gia Đình Báo. Thành hai ông đó. Nhưng mà sau khi hai ông đó truyền bá ở miền Nam thì miền Nam biết chữ quốc ngữ nhiều đầu tiên. Miền Bắc và miền Trung 20-30 đến 50 năm sau mới biết chữ mới biết ạ. Vâng. Chứ không có, thành miền Nam biết trước cái. Dạ vâng. Mà Nhà Lan nghĩ rằng nhóm Tự Lực Văn Đoàn ở miền Bắc đó, về sau chính tất cả nhà văn, nhà thơ trong nhóm Tự Lực Văn Đoàn đã làm cho chữ quốc ngữ và trở nên mới hơn, văn chương mới hơn từ ở miền Bắc, là từ nhóm Tự Lực Văn Đoàn. Thưa chị, anh nói đúng lắm. Tại vì nhờ cái chữ quốc ngữ mà văn chương miền Nam phát triển rất mạnh mẽ. Dạ vâng. Nếu không thì cũng như là có người hỏi tôi là tại sao là ông cứ vinh danh với tôi, là khi mà tôi Việt Cộng nó muốn hủy bỏ chữ quốc ngữ, rồi lúc đó tôi lên tiếng liền. Mà trong khi đó 3 thế kỷ rưỡi không ai lên tiếng nghe. Mà tôi là một tổ chức văn hóa nhỏ thôi, nhưng mà tôi dám làm. Còn những người khác không ai làm hết, mọi người không biết ơn những người đó. Tụi tôi làm cho bằng được, mà tụi tôi làm đầu tiên luôn, không ai làm hết. Không, ngay cả cái này nói thì có người sẽ buồn, là tại sao cái quan trọng nhất là nơi có nhiều quyền lực nhất, có nhiều tiền bạc nhất, đó là Giáo hội Công giáo Việt Nam không làm. Là tại sao? Cả chúng ta đáng lẽ là nếu không làm chữ quốc ngữ thì cũng phải nhớ ơn những người đưa đạo Công giáo vào Việt Nam. Phải có lễ dỗ cho mấy ông đó. Không có. Rồi, chữ quốc ngữ cũng là do mấy ông cố đạo Công giáo nhà truyền giáo đưa, nhà truyền giáo. Thì như vậy mà Công giáo không nói cho họ. Cái đó là một cái điều tôi đã theo dõi nhiều rồi. Nhưng mà sau khi viết hồi ký thì họ sẽ buồn tôi, nhưng mà tôi chấp nhận. Tại vì tôi biết nhiều chuyện lắm, ngay cả lịch sử hồi xưa đó, như là thời mà Gia Long Nguyễn Ánh. Gia Long Nguyễn Ánh là một canh cống rắn cắn cả nhà đó, mà anh có nhiều tội ác lắm, nhưng mà không ai nói tới. Tôi sẽ nói tới. Vâng. Tức là gì? Mà cái này nó dài lắm, thành ra có dịp nói khác.
Bây giờ mình chỉ nhấn mạnh về cái lịch sử, về chữ Quốc ngữ. Chữ Quốc ngữ, dạ. Chữ Quốc thì bây giờ tôi đã vinh kỳ trưa nó, và tôi làm cho mọi người nhớ lại là mình phải có ân nghĩa với những người đã làm cái điều đó, đã khai sinh ra. Khai sinh thì từ xưa thì nhất là ông Huỳnh Tiền Của và ông Bê Thục Ký không ai nhắc tới luôn. Dạ có nhắc nhưng mà có lẽ rằng không có phổ biến rộng rãi. Không phổ biến, có biết họ không có đều đào sâu vấn đề. Tôi có tài liệu đủ hết. Và như vậy là tất cả những tài liệu đó đều có ở trong bộ DVD sử liệu Tôn Vinh Việt Nam Cộng Hòa. Không đâu. Cái đó tại vì tôi hỏi có 3 tiếng đồng hồ làm sao phải có đủ. Nhưng mà cái chính vẫn là tôi vinh danh Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng mà vinh danh mà bảo vệ mấy ông làm chung nữ thì cũng là Việt Cộng Hòa. Đúng ạ. Nhưng còn Việt Nam, Việt Cộng có đâu, nó muốn bỏ mà. Tại vì tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời. Vâng. Văn hóa ở hải ngoại ngày càng phát triển, và cái thế hệ để ý, nếu ông để ý thì ông biết là thế hệ người Việt ở hải ngoại đó, thế hệ trẻ. Dạ. Bây giờ đi vào ngành cầm bút sáng tác rất nhiều. Dạ. Là ở ngay xứ người và cũng được nhiều giải thưởng. Vâng. Và ở ngay tất cả các trường đại học cũng vậy. Dạ. Dần dần nửa thế kỷ rồi nhưng thế hệ trẻ vẫn không quên. Có rất nhiều sinh viên tìm vào cái major chính. Vâng. Là học về lịch sử và văn hóa của châu Á, trong đó đặc biệt là về đất nước Việt Nam. Vâng. Dạ. Dạ. Thì tôi nghĩ là vấn đề chữ Quốc ngữ nó làm cho Việt Nam nở hoa khắp nơi. Mà bây giờ đấy, chính những người mà ở hải ngoại này, tôi theo như là giáo sư Phạm Cao Dương ấy, thì nói rằng đó là một siêu quốc gia Việt Nam Cộng Hòa. Tức là những người này mới là những người mà nắm được cái tinh hoa của dân tộc đó. Thành ra bây giờ nhiều thế hệ sau, bởi vì tôi muốn cái đóng góp nhà, chị Nhã Lan có hỏi tôi là ai đưa cái sáng kiến này ra mà bao lâu. Tôi làm cái gì cũng tôi suy nghĩ rất kỹ, mà tôi trong suốt quá trình lịch sử, trong suốt quá trình đời sống của tôi đều chú trọng tới những cái dữ kiện này. Thành ra tôi không có ai nói cái chuyện mà một Việt Nam Cộng Hòa mơ ước, không có mơ ước, tại vì họ đâu có nghĩ tới. Họ chỉ biết là Việt Nam Cộng Hòa chết rồi thôi, bỏ chạy, tức là mình thua. Không phải, mình không thua, mà về văn hóa mình sẽ thắng. Dạ vâng. Việt Nam Cộng Hòa mơ ước mừng trong con mắt của nhà văn hóa Quốc Nam như thế nào ạ? Vâng, thì đó, thì nãy nói mơ ước á, tức là Việt Nam trong tương lai nó sẽ mơ ước một cái chế độ như là thời Tổng thống Ngô Đình Diệm. Tự do dân chủ, ấm no hạnh phúc cho toàn dân. Cái thời đó là người lính có mấy trăm bạc mà nuôi cả gia đình. Nhưng mà sau này mấy ông tướng tá làm dân chúng khổ sở, đâu có được cái gì đâu. Nó thành ra mà như thật ra thì mình cũng hồi ký rồi sẽ viết, tôi sẽ vạch mặt những cành tướng tá đó chi tiết hơn, phải không ạ? Chi tiết, nhưng bây giờ thì mình không thể có nhiều thời gian. Dạ vâng. Chính vì để mà quảng bá rộng rãi hơn đến khắp mọi nhà, đến khắp mọi người Việt ở hải ngoại về cuốn DVD sử liệu Tôn Vinh Việt Nam Cộng Hòa và chữ Quốc ngữ, xin ông một lần nữa nhắc lại chương trình Đại Nhạc Hội để mà tôn vinh và giới thiệu DVD sử liệu Việt Nam Cộng Hòa và Tôn Vinh chữ Quốc ngữ vào lúc nào? Vâng, thời gian và địa điểm. Kính thưa quý khán thính giả, cái chương trình mà Nhạc Hội Vinh Danh Việt Nam Cộng Hòa và chữ Quốc ngữ sẽ tổ chức vào ngày 27 tháng 7 năm 2024 ở cái địa điểm mà tôi biết nó gần một cái nhà thờ, khoảng 600-700 chỗ ngồi thôi. Nhưng mà chương trình tuy vào cử tự do nhưng mà ca sĩ tới 20 mấy ca sĩ trình diễn nổi tiếng lắm, chẳng như là Mỹ Lan này, Trang Thanh Lan này, Phương Hồng Quế, MC ca sĩ Hương Thơ. Hương Thơ đó. Và bác sĩ Ngô Bá Định. Bác sĩ Ngô Bá Định. Thì ông bác sĩ Ngô Bá Định, tôi thích ông này, ông chống cộng lắm. Ông trẻ nhưng mà chống cộng. Dạ vâng, đó là thế hệ trẻ đấy ạ. Trẻ nhưng mà chống cộng. Đó là Việt Nam Cộng Hòa mơ ước. Vâng, đó. Đó là. Thì để bởi vậy thành ra,
tôi mới nghĩ rằng cái tướng mà độc nhãn của Mao Trạch nói rằng cho việc cho cộng sản nó thắng rồi mình sẽ thắng lại, thì cái mơ ước của người đó, thì bây giờ đó người dân đó nó sống mà có những vùng rất nghèo đói, nhất là những người dân thiểu số, nó sống nó không có gạo ăn luôn. Dạ. Nó ăn bằng rau cỏ để nó sống. Dạ vâng. Dạ vâng. Cảm ơn nhà văn hóa Quốc Nam đã đến với quý khán thính giả của Việt TV và Lê Đô Sài Gòn Video nói riêng, cũng như là đến với tất cả quý khán thính giả ở hải ngoại nói chung. Và vì thời lượng của chương trình có giới hạn, chỉ còn đôi giây phút cuối, Nhà Lan kính mời ông có lời kết đến với quý khán thính giả khắp nơi, nhất là thế hệ trẻ. Vâng, kính thưa quý khán thính giả và chương trình Nhã Lan, thì tôi rất là hân hạnh được nói chuyện với Hồn Việt TV và Lưu Sài Gòn Radio, hai chương trình. Thực ra thì cái đó là cái hân hạnh của tôi. Và tôi trước khi chấm dứt, xin chào quý vị, tôi xin có một câu tâm huyết của tôi. Xin Thượng Đế và Hồn Thiêng Sông Núi phù hộ chúng ta và cho ngôn ngữ Việt bất diệt trong bất cứ nghịch cảnh nào. Xin cảm ơn quý vị đã nghe những lời thô thiển của tôi. Cảm ơn. Một lần nữa, Nhã Lan xin phép được thay mặt quý khán thính giả khắp nơi kính chúc ông sức khỏe, thể chất và tinh thần luôn luôn nghĩa là dồi dào, và ông nghĩa là chân cứng đá mềm, để hy vọng trong tương lai gần sẽ được thư chuyện với ông về Việt Nam Cộng Hòa mơ ước như thế nào, và nhận được những sự đóng góp vô vàn vô vụ lợi của ông đối với cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại. Đó là một điểm son rất là trân quý, và Nhã Lan nghĩ rằng tất cả quý khán thính giả khắp nơi đều muốn kính dâng tặng ông một bông hồng để tri ân ông với những đóng góp của ông, không những ngoài cái cầm bút mà tất cả những cái đóng góp của ông suốt cả 60 năm qua. Dạ vâng. Vâng, cảm ơn chị Nhã Lan. Vâng, thì tới đây là chào tất cả quý vị. Mong rằng sẽ gặp quý vị ở lần khác. Dạ vâng. Lời cảm ơn mà chân thành nhất là Nhã Lan nghĩ rằng kính mời quý vị đến tham dự Đại Nhạc Hội Vinh Danh Việt Nam Cộng Hòa và Tôn Vinh Chữ Quốc Ngữ do nhà thơ, nhà văn hóa Quốc Nam đứng ra tổ chức vào 1 giờ đến 5 giờ chiều ngày thứ Bảy 27 tháng 7 năm 2024 tại Hội trường Nhà thờ The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, tọa lạc tại 10332 Bonsa Avenue. Rất dễ nhớ thưa quý vị, ngay ngã tư của đường War và đường Bonsa. Rất mong là sự tham dự đông đủ của tất cả cộng đồng Việt Nam, nhất là ở quận Cam, cả thế hệ trẻ. Và đó là cái lời tri ân chân thành nhất mà chúng ta gửi đến cho tất cả những văn thi sĩ, những nhà văn hóa. Chương trình ngày hôm nay là nhà văn hóa Quốc Nam, cũng như là tất cả những nhà văn hóa Việt Nam ở hải ngoại đã có công đóng góp để làm cho sinh hoạt văn hóa hải ngoại ngày càng phát triển và thăng hoa. Và chính đó cũng là một lời tri ân cũng như là một hãnh diện để cho cộng đồng bản xứ và chính phủ bản xứ biết rằng nửa thế kỷ ly hương nhưng chúng ta vẫn giữ hồn Việt trong ngôn ngữ và trong những sinh hoạt cầm bút. Dạ vâng, một lần nữa, nhà văn hóa Quốc Nam và Nhã Lan xin kính chào tạm biệt. Đường Trường Sa một bó câu bay dập dồn, đường của mình trong sương mưa gió ra vàng. Đi đi lên, thề nguyện thề, tung cơm thêm, thi găng chai, đời hùng cơ, quyết chiến đấu đoàn quân ra đi. Đây đoàn quân ra đi nhịp nhàng mang theo, thiêng vùng ca thắm tươi trời Nam bốn phương. Ta anh hùng muôn quân phá tan cường địch, chi sang hồng đem theo khắp nơi tung hoành. Đường Trường Sa ta quyết đi cho đến cùng, tình trời bay loạn quân cất bước đi mau. Nơi biên cương muôn quân theo loa thét vang cố chiến thắng, thề một lòng chung sức xây Việt Nam quang huy. Phá tan cường địch, đoàn quân sông pha thép oai linh.
tung gươm giết tan quân thù. Đoàn phong binh say sưa nhìn trong trời xưa, ta anh hùng đời đời lòng quân Việt Nam. Ta nhìn thập phương trong mây, muôn bóng quân Nam chập chững xây thành vinh quang tiếng vang muôn đời lục quân Việt Nam. Quân thù đoàn công binh say sưa nhìn trong trời xưa,